Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóp anh em. Hôm nay mình sẽ cầm 111k vào chơi cũng như bắt cầu quay thú cho tất cả anh em cùng xem và giải trí nhá. Rồi thì trước khi vào quay thú thì anh em vẫn như hàng ngày mình vẫn lật poker trên dưới anh em nhá. Vì vốn có 100k thì anh em thông cảm giúp mình sẽ lật poker trên dưới lên tầm 7-800 gì đấy, mình sẽ vào bắt cầu con quay thú cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi thì bây giờ thì liên lạc 700 rồi này, 706 này. Ok, 834k rồi, chỉ cần từng này là đủ anh em nhá, không cần nhiều nhá. Chỉ cần từng này là đủ thôi, 734k. Bây giờ thì mình sẽ qua bắt con quay thú cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi bây giờ anh em nên xem cầu trước khi chơi nhá anh em phải xem cầu, anh em chỉ cần xem 5 6 cầu trở lại đây thôi. 5 đến 6 cầu mới nhất trở lại đây thôi nhá. Không cần phải xem nhiều anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt cho anh em xem nè. Đấy, vừa rồi nó ra 4 con là 5 con thú rồi anh em nhá. 5 con thú rồi, bây giờ mình sẽ bẻ con chim này, mình sẽ bẻ sang con chim. Ăn xong rồi mình mới tính chuyện bắt sau nhá anh em ơi. Ăn là phải chắc rồi. Rồi, ok anh em. Tay đầu tiên 300k x8 này, 2,4 triệu. Không nói nhiều anh em ạ, 800k lên 2,4 triệu là x3 đấy anh em ạ. X3 vốn rồi đấy, ok chưa? 2,371 triệu này, tay đầu tiên nhá. Rồi thì vừa rồi ra đây, giờ mình cho anh em xem cái cầu nhá. Rồi bây giờ ra con còng rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt 3 con chim tiếp anh em nhá. Đấy, nếu mà anh em muốn ăn non ấy hoặc là cầu chuẩn hơn thì anh em nên bắt 4 con trên nhá. 4 con trên, anh em ưu tiên 4 con trên cho mình. Đó anh em thấy không? Đấy, ra con trên này anh em thấy chưa? Vãi nồi thật sự luôn anh em ạ. 2,4 triệu bây giờ còn 171k, anh em tin 171k này mình kiếm vài chục triệu không? Đấy, cho anh em xem này, bây giờ ra con khỉ chắc chắn anh em ạ. Chắc chắn một con duy nhất bây giờ anh em xem nhá. Một con duy nhất, anh em muốn biết một con gì thì chờ nhá anh em. Đấy, mình đánh cho anh em xem này. Bây giờ chỉ có một con duy nhất thôi anh em ạ, chỉ có chim cong thôi. Nó sẽ trở về chim cong tiếp tục 100%. Nó sẽ trở về chim cong 100% luôn, không bao giờ mà lệch đi đâu được. Đấy anh em thấy chưa? Nó bệt lại cầu 11 anh em nhá. Anh em biết vì sao? Anh em nhìn cầu là anh em biết về con cong rồi đúng không? Khỉ cong. Đấy, anh em biết vì sao không? Đấy, lên 1,1 triệu rồi nhá anh em. Đấy, cho dù mất còn 170k, mình vẫn có thể lên được vài chục triệu cho anh em xem. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt sang con X8 nhá. Mình sẽ bỏ con thỏ, mình sẽ bắt con khỉ với lại con gấu trúc nhá. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con bình bốc này thì link mình đã ghim dưới phần bình luận với là mô tả nhá. Đấy, anh em chỉ cần tải về, liên kết xong anh em gửi ID vào nhóm để nhận cốt. Đây rồi anh em ơi, đây rồi, 600k X8 nhá. Đấy, ok chưa? Anh em gửi ID lên nhóm, anh em sẽ nhận được cốt 20k. Và đặc biệt nữa, con này anh em chỉ cần nạp đầu 100k thôi là anh em sẽ nhận được khuyến mãi 58k anh em nhá. Đấy anh em thấy không? Nãy 117k, bây giờ mình đánh nhạc lên 4 triệu 6 rồi. Uy tín chưa? Đấy, con quay thú này mình bắt thì chỉ có chả trật đâu được anh em ạ, chả trật đi đâu được cả. Bây giờ mình sẽ bắt hai con X8 này. Thôi bắt ba con đi anh em ạ. Bắt ba con này không lớn nó xịt mẻ, về nó con vì con thỏ chết mẻ luôn anh em. Vẫn về anh em ạ, vẫn về thú cho mà xem. Đấy anh em thấy chưa? May mà mình bắt con thỏ gì đó. Mình tính bỏ con thỏ đấy anh em ạ. May nó về con thỏ kiếm 6 triệu anh em ạ. Đấy là bây giờ lên bao nhiêu rồi? Lên 7 triệu dưới rồi. Bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. Rồi thì anh em một ngày thì mình sẽ đưa anh em về bờ tầm 5 đến 7 người. Mình đưa về khung giờ tầm bao nhiêu nhỉ? 9 đến 10 giờ sáng nhá. Mỗi ngày thì mình đưa tầm 5 đến 7 người về bờ thôi. Anh em nào mà muốn về bờ ấy hoặc là đang xa đảo, xa bờ cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình. Mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí, mất còn được hoàn vốn anh em nhá. Rồi bây giờ thì cầu khác rồi à? Ô, vãi cái đàn anh em mà, vãi cái đàn bàn khác rồi. Không sao, vẫn chơi anh em ạ, vẫn chơi. Đây rồi, đây rồi, gấu trúc anh em nhá, gấu trúc 2,5 triệu. 2,5 triệu x8 nhá. 2,5 triệu x8 anh em ơi. Đấy, lên bao nhiêu? 19 củ anh em. Nãy còn 170k nhá. Rồi thì anh em nào mà cần thì cứ liên hệ qua cho mình. Anh em nào mà tải thì anh em sẽ nhận được cốt 20k. Nạp 100k lần đầu sẽ nhận được khuyến mãi 58k nhá. Đó, vừa anh em sẽ được nhận thêm 20k Momo của mình nữa, inbox qua Zalo mình để lấy nhá. Rồi, bây giờ lên 20 triệu rồi thì bây giờ mình đánh tiếp 3 con thú anh em. Ôi, dừng lại. Đấy, ăn con gấu trúc tiếp 8 x8 này, 2,5 triệu x8 tiếp này.
Đấy, 117k nói được làm được anh em ạ. Lên 31 triệu rồi, chắc mình chơi tầm vài tay nữa mình nghỉ, vài ba tay nữa mình nghỉ nhá anh em. Đấy anh em nào mà rảnh cứ buổi tối tầm 8 giờ anh em ghé kênh Đình Lâm Gam mình xem mình livestream con mình bốc này nhá. Mỗi hôm live thì mình sẽ dành ra 4 đến 500k, 4 5 cái event cho anh em cái lọc cho vui nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt thú tiếp anh em nhá. Đấy, nãy mình thấy nó ra 4 con chim mồi, 4 5 con chim mồi. Thôi, mẹ quá hai tay cày đấy nhá. Nó ra thú anh em ạ, nhưng mà thú này nó lạ lắm anh em. Con thú này mình không khi nào bắt cả. Rồi bây giờ còn 25 triệu mình làm phát là mình nghỉ này. Bây giờ còn 25 triệu mình làm một đúng hai tay nữa. Đúng hai tay nữa mình nghỉ này. Đánh tay này tay nữa mình nghỉ nhá anh em. Đánh mỗi con 5 triệu này. 58 40. Về x8 thì được 40 triệu, về x6 thì được 30 triệu anh em nhá. Đấy hy vọng về x8 anh em ơi, x8 nhá, x6 không cần đâu. Adu đi con mẹ, nó chỉ còn 10 triệu kìa. Toang rồi mẹ, lên 30 triệu còn 10 triệu này. Ôi, bây giờ thì liều mạng thôi anh em, liều mạng thôi. Đấy con khỉ nó chắc chắn sẽ quay về con cong hoặc con bồ câu trắng thôi anh em ạ, 100% luôn, chắc chắn nó sẽ quay lại con bồ câu trắng hoặc là con chim cong thôi. Mình sẽ đánh tay này nữa mình nghỉ anh em nhá, đánh tay này nữa mình nghỉ nhá, một tay cuối cùng anh em nhá, không có tay thứ hai. Một là ăn lên 40 triệu luôn, hai nữa là nghỉ. Đấy anh em thấy chưa? Đấy 58 40, 40 triệu anh em nhá. Rồi ok, chắc mình dừng clip tại đây thôi anh em ạ. À, may mắn quá anh em, vẫn không ra đảo nhá. Đấy vốn 111k thì hôm nay lên 40 triệu nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Chúc tất cả anh em ngày mới vui vẻ nhá.